Thưa quý vị và các bạn, những ngày hè là dịp để các em thiếu niên nhi đồng được nghỉ ngơi, vui chơi sau những tháng ngày học tập vất vả, nhằm tạo ra những ngày hè lý thú và bổ ích. Mọi cấp, mọi ngành đã dành nhiều sự quan tâm chăm lo cho các em. Trong chuyên mục Thanh niên Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi có phóng sự phản ánh cùng thiếu nhi vào hè. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm học 2014-2015 đã kết thúc. Với các em thiếu niên nhi đồng, đây là thời điểm được mong chờ nhất trong năm. Tạm gác lại phía sau những bài tập, những buổi học căng thẳng, các em nô nức đón chào một mùa hè hứa hẹn sẽ rất sôi động với nhiều chương trình hoạt động vui chơi giải trí ở khắp nơi. Để hoạt động hè diễn ra an toàn, chất lượng về cả nội dung lẫn hình thức, từ cuối tháng 5, tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hè cho các em. Năm nay, chủ đề xuyên suốt của hoạt động hè là hãy dành một môi trường thân thiện cho trẻ, gắn liền với chương trình Trường học thân thiện, học sinh tích cực đã được triển khai trong năm học. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục duy trì và tổ chức các hoạt động học tập vui chơi cho thiếu nhi một cách thiết thực, hiệu quả, an toàn và lành mạnh, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Ở cấp tỉnh đã triển khai lễ khai mạc hè thiếu nhi năm 2015 vào đúng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Với chủ đề Hãy dành những gì tốt nhất cho tuổi thơ, lễ khai mạc hè và ra mắt Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi năm 2015 đã được tổ chức sôi động tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Vĩnh Phúc. Với sự tham gia của hàng ngàn thiếu nhi đến từ các địa phương trong tỉnh, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đến thế hệ tương lai của đất nước. Ngay sau lễ khai mạc đã có rất nhiều hoạt động vào hè được tổ chức như biểu diễn văn nghệ, võ thuật, tổ chức vui chơi miễn phí cho các em. Ngay sau khi bế giảng thì hội đồng đội tỉnh đã chỉ đạo 100% các liên đội trong các nhà trường tổ chức bàn giao đội viên thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt trên các địa bàn dân cư và chỉ đạo các cấp bộ đội xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực cụ thể đối với phù hợp với từng địa phương. Trong cái chùm hoạt động hè thì nổi bật lên những cái hoạt động như là các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt thì hội đồng đội tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các cái lớp năng khiếu cho các em như là lớp bóng đá, lớp bơi, lớp viện luyện chữ đẹp, vân vân. Thì có rất nhiều các em theo học ở các cái trung tâm. Đặc biệt là tổ chức một cái lớp học kỳ quân đội nhằm giáo dục cái truyền thống anh hùng bất khuất của quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là của quê hương đất nước. Hè năm 2015, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã đưa vào hoạt động nhiều loại hình lớp năng khiếu, câu lạc bộ và trang thiết bị mới phục vụ vui chơi, học tập cho thiếu nhi. Trung tâm hiện có 14 câu lạc bộ, 10 lớp năng khiếu, khu vui chơi giải trí, tạo điều kiện để các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, lý thú với nhiều màu sắc, phù hợp với từng lứa tuổi khác nhau. Em thấy trung tâm này giúp mọi người có sức khỏe với cả có rèn luyện chân, thì cơ thể có thể vận động được nhanh hơn ạ. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đông đảo thiếu niên nhi đồng và các hoạt động vui chơi bổ ích trong dịp nghỉ hè. Với hình thức học mà chơi, chơi mà học rất thú vị đối với lứa tuổi măng non, không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất mà còn hoàn thiện về nhân cách. Từ các lớp năng khiếu của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, những tài năng của trẻ được phát hiện, bồi dưỡng và tỏa sáng trong tương lai. Chính vì vậy, những năm gần đây, biện pháp cho các em vào học các lớp năng khiếu hè được nhiều phụ huynh lựa chọn. Bởi đây không chỉ là nơi để các em vui chơi mà còn tạo cơ hội cho các em phát huy năng khiếu của mình. Do vậy, hàng năm vào những ngày hè, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi càng trở nên đông vui nhộn nhịp. Hiện tại, trung tâm với đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt huyết, hàng năm đã tổ chức giảng dạy hàng trăm lớp năng khiếu tập trung với hàng trăm em tham gia. Bên cạnh đó, bằng sự năng động, nhiệt tình của ban giám đốc và sự quan tâm của các cơ quan chức năng, nên công tác tổ chức học hè cho thiếu nhi được chuẩn bị chu đáo. Hàng năm, ngoài các lớp năng khiếu còn có các lớp tạo nguồn là nghi lễ hội, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc được đào tạo dài hạn theo tiêu chuẩn quy định của tỉnh. Mùa hè năm nay, trung tâm mở các lớp ở một số bộ môn như tiếng Anh, luyện chữ, tin học, toán học, đàn organ, cầu lông, bóng bàn, taekwondo,
bóng đá, cờ vua. Cùng với đội ngũ cán bộ của mình, trung tâm còn ký hợp đồng dài hạn với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm từ các trường học và trung tâm thể thao để truyền giảng cho các em ở sân chơi hết sức lý thú này. Ngoài các giờ học năng khiếu, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi còn đưa ra sáng kiến tổ chức chiếu phim vào đầu tiết học buổi sáng, chiều và các giờ ra chơi, hướng dẫn các em tham gia vào các sân chơi cuối tuần như kể chuyện cổ tích, kịch vui, mang ý nghĩa giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc thông qua các trò chơi hấp dẫn. Thực hiện cái chương trình công tác năm 2015 của Ban chấp hành tỉnh đoàn, trung tâm đã chủ động xây dựng cái kế hoạch hoạt động hè năm 2015 từ rất là sớm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng rộng rãi trong thanh thiếu nhi về các hoạt động hè để thanh thiếu nhi biết tham gia các hoạt động. Thì năm 2015 thì trung tâm thanh thiếu nhi tập trung vào một số cái mảng vui chơi giải trí, các lớp năng khiếu và các câu lạc bộ. Chúng tôi đã có khai trương một cái khu vui chơi Aladdin mới vào dịp 30 tháng 4 cho thanh thiếu nhi tham gia. Ngoài ra thì cái bể bơi, khai trương bể bơi 4 mùa cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động. Các câu lạc bộ như là câu lạc bộ dance sport, câu lạc bộ tennis, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ thể hình aerobic hoạt động thường xuyên và duy trì rất là tốt. Hiện nay, 9 huyện thành thị đoàn đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2015. Ngoài việc hưởng ứng các hoạt động lớn ở cấp tỉnh, năm nay các huyện thành thị đoàn sẽ tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác đoàn đội cho các anh chị tổng phụ trách đoàn đội. Tại thị xã Phúc Yên, thị đoàn đã phối hợp với các cấp các ngành tổ chức trao thưởng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đã có 22 em học sinh giỏi của thị xã học giỏi được thị đoàn trao thưởng. Món quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên khích lệ rất lớn đối với các em, giúp các em có thêm động lực để vươn lên tiếp tục phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi. Cùng với các huyện thành thị đoàn trong tỉnh, Ban chỉ đạo hè của xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp cùng các ban ngành của địa phương và nhà trường tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận học sinh về sinh hoạt tại địa bàn dân cư trong xã. Về tại địa bàn dân cư, các em được đoàn xã hướng dẫn tập nghi thức đội, tổ chức sinh hoạt hè với các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích, lành mạnh. Mặc dù sinh hoạt hè đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của thiếu nhi, nhưng trên thực tế, nhiều gia đình cũng như các tổ chức xã hội vẫn chưa ý thức hết tầm quan trọng của nó. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, vai trò của hoạt động hè, ngay từ đầu năm học, các huyện thành thị đoàn đã ký kết chương trình phối hợp cùng các phòng ban ngành ở địa phương như giáo dục đào tạo, y tế, công an, lao động thương binh và xã hội để chung tay lo hè cho các em. Hiện nay, nội dung hoạt động hè đã được mở rộng quy mô với nhiều chương trình hành động thiết thực hơn trước. Bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí, tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, các ngành còn chú trọng hơn nữa đến việc hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của các cấp bộ đoàn, những hoạt động đầy ý nghĩa như đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng nhằm tìm ra những địa chỉ đỏ, những trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật đang cần được giúp đỡ. Đồng thời từ những buổi hành quân về nguồn đến thăm và chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, góp phần giáo dục cho các em tinh thần yêu nước, trách nhiệm với gia đình xã hội. Tổ chức hiệu quả các phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh sạch đẹp để tuyên truyền sâu rộng trong thiếu nhi trong tỉnh, ý thức bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh mùa hè. Để cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo chung, các huyện thành thị đoàn đã lên kế hoạch triển khai các phần việc phù hợp với địa phương mình như tổ chức các đợt dọn vệ sinh tại khu dân cư, đường làng thôn xóm. Chung tay lo hè cho thiếu nhi là trách nhiệm của cả xã hội. Ngay từ bây giờ, các ban ngành liên quan cần hiểu rõ hơn ý nghĩa của hoạt động hè để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp các em được vui chơi, học tập một cách thân thiện, an toàn trong dịp hè. Chuyên mục Thanh niên Vĩnh Phúc của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.